Chào các em nha, thì hôm nay không có học các em, thì thứ hai thì mới học, nên là thầy sẽ tặng cho các em một bài hát, đó là Cậu Kẻ nha các em. Các em nếu mà các em thấy hay á thì các em lô về làm nhạc chuông, nhạc chờ, làm báo thức nha các em. Bây giờ thầy sẽ tặng cho các em đây, Cậu Kẻ nha các em. Cậu Kẻ trong giá phẻ, cậu Kẻ là đại thiếu gia, cậu Kẻ là gia đình khá giả, cậu Kẻ nhiều phân phiếu ha, cậu Kẻ có con cầu con khẩn, cậu Kẻ cái xưa khắn, cậu Kẻ lên như cậu Kẻ sinh ra đã bắt đầu thắng, lớn lên trong sự giàu sang, gần ngang vạch mốt, tiền ke kho cứ cần gì thức lo chuyện, cốt tay không sợ ngã, khoe án xanh với cô ke ngồi sau phe. Ông bè già gửi chuyển khoản gấp cho vùng tiền chi phí cùng mấy em, cậu Kẻ không thích lý cao ví cậu.